Chiều ngày 16 tháng 2, trường tiểu học Lê Hồng Phong và trường tiểu học Trần Quốc Toàn tổ chức chuyên đề chuyên môn cấp quận dạy học tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông 2018 trong môn toán và môn khoa học lớp 5 năm học 2022-2023. Sự chuyên đề có lãnh đạo chuyên viên phòng giáo dục và đào tạo quận, lãnh đạo khối trưởng, giáo viên khối 5 các trường tiểu học trên địa bàn quận. Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hà và các em học sinh lớp 5 A7 trường tiểu học Lê Hồng Phong thực hiện tiết dạy môn toán bài diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương. Bài dạy gồm 4 hoạt động cơ bản: khởi động, kiểm tra bài cũ, khám phá, hình thành kiến thức mới, hoạt động luyện tập và vận dụng, củng cố. Giáo viên thiết kế phần khởi động và hình thành kiến thức mới dựa trên nền kiến thức bài diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật làm tiền đề cho bài dạy. Trong bài học, các em học sinh được trải nghiệm chia sẻ trong nhóm phát triển tư duy về hình học không gian, phát triển năng lực sáng tạo tích cực, chủ động tìm tòi kiến thức toán. Tiết dạy thứ hai, môn khoa học, do cô giáo Trần Thị Thu và các em học sinh lớp 5C, trường tiểu học Trần Quốc Toàn thực hiện bài Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa. Tiết dạy gồm các hoạt động, cơ quan sinh sản của thực vật có hoa, nhị và nhụy, các bộ phận của nhị và nhụy, củng cố. Giáo viên vận dụng phương pháp dạy học tích cực, ứng dụng công nghệ thông tin trong bài dạy, giúp học sinh nắm vững kiến thức bài học. Hai tiết dạy đã sử dụng linh hoạt các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng. Các em học sinh được làm việc nhóm, tự tìm tòi, phân tích để tiếp thu kiến thức. Đây là đợt sinh hoạt chuyên môn quan trọng để lãnh đạo khối trường và giáo viên khối 5 các trường tiểu học trao đổi thảo luận, đưa ra những giải pháp thực hiện hiệu quả chương trình giảng dạy hiện hành cũng như chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở tất cả các môn học trong năm học 2023-2024.